Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bùi Minh. Thưa các bạn, nếu các bạn đã từng nghe bài hát ở Nguyệt Ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác thì chắc hẳn các bạn sẽ thấy những cái giai điệu nhẹ nhàng, dịu dàng ở trong đó cùng với những cảm xúc rất là nồng nhiệt. Thì lấy cảm hứng từ bài hát Nguyệt Ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Eurotai đã cho ra đời một bộ sưu tập Nguyệt Cát, và để tạo ra những sản phẩm mà tinh tế, nhẹ nhàng và cũng tràn đầy những cảm xúc như vậy. Với những sản phẩm có những cái họa tiết mà giống như là những bãi cát trong một ngày trời nắng. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ sưu tập là Nguyệt Cát và với mã sản phẩm là NGC-Y01. Và thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng khám phá sản phẩm ngày hôm nay. Thưa các bạn, đây chính là dòng sản phẩm NGC-Y01 hay là Nguyệt Cát Y01. Và dòng sản phẩm này có kích thước là 45x90cm với cái hoa văn họa tiết là dạng đá rất tinh tế, và chúng ta thấy màu sắc cũng nhẹ nhàng và chân chất và dịu dàng với cái họa tiết nó dạng đá. Và đây là dòng gạch mà sử dụng lớp men là men nhám hay còn gọi là men mát, men mờ, thì giúp chúng ta khi di chuyển ở trên bề mặt sẽ dễ dàng di chuyển mà tránh được cái sự trơn trượt hơn. Mời các bạn cùng xem những cái họa tiết chi tiết ở trên bề mặt. Thưa các bạn, thì các bạn cảm nhận sao về họa tiết của dòng gạch này? Và thưa các bạn, đây là dòng gạch 5 face, thì có nghĩa là cùng một mã gạch này nhưng lại có 5 cái họa tiết bề mặt khác nhau. Và trong một hộp gạch thì sẽ có 4 viên. Như vậy thì trong một hộp gạch chúng ta sẽ random 4 trong 5 cái họa tiết với cùng một mã gạch. Và dòng sản phẩm này sử dụng xương gạch là porcelain các bạn nhé. Với xương gạch là porcelain. Và như vậy thì cái dòng gạch này cũng có một cái độ cứng khá tốt, khả năng chịu lực khá cao, tuổi thọ tương đối tốt và khả năng chống hút ẩm cũng khá là tốt. Như vậy thì cũng có thể sử dụng ở rất là đa dạng nhiều công trình. Nhưng với hiện diện tích của gạch là 45x90 cho nên là cũng khá là lớn. Vì vậy sẽ thường là sử dụng ở những không gian rộng. Chúng ta có thể sử dụng ở khu vực hành lang này, sảnh tại các khách hàng, tại các cái nhà hàng, khách sạn lớn hoặc là các cái khu công cộng v.v. Thì chúng ta hoàn toàn sử dụng dòng gạch này rất là tiện, và với kích thước lớn nên chúng ta thi công nó sẽ tránh được là nhiều những cái mảnh vữa. Và chúng ta xem lại cái lớp bề mặt. Thưa các bạn, thì dòng sản phẩm này có giá cũ với giá niêm yết cũ là 440.000, giá niêm yết mới là 510.000. Và nếu các bạn có thể mua sản phẩm tại các cửa hàng đại lý của Cảnh Cốc Lát và Thiết Bị Vệ Sinh Bùi Minh thì các bạn có thể được mua với giá ưu đãi hơn. Thưa các bạn, hiện nay thì Bùi Minh đang bán sản phẩm tại các địa chỉ BT3 Lô 8, khu đô thị Vinaconex 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Địa chỉ số 2 là số 285 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể đến tại kho của Bùi Minh là địa chỉ số 2 Phố Sốm, Hà Đông, Hà Nội. Ngoài ra các bạn có thể liên hệ với Bùi Minh theo số hotline ở ngay bên trên màn hình và có thể đặt những cái câu hỏi và những comment ở ngay bên dưới video này để Bùi Minh có thể giải đáp cho các bạn. Thưa các bạn, video của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo của Bùi Minh. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội. Luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.